Chào mừng các em đến với kênh thời điểm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6, trang 10 đến trang 12, bài số 2. Chúng ta xin bài giảng của thầy Liêm. Nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài số 2 mình sẽ học tập hợp số tự nhiên và ghi số tự nhiên nha. Mình sẽ có các từ khóa gồm có tập hợp số tự nhiên và số La Mã nha. Giờ bạn đã biết các số trên mặt đồng hồ này chưa? Như vậy là mình đã quen với các số trên mặt đồng hồ, chính là số La Mã, đúng không? Thì ở chương trình tiểu học mình đã học qua số La Mã rồi. Hôm nay mình sẽ học lại học tiếp nhé. Trước hết là một nhỏ tập hợp n và tập hợp n sao. Các số 0, 1, 2, 3 là số tự nhiên. Người ta ký hiệu tập hợp các số tự nhiên là n lớn nhé. Như vậy n lớn sẽ là tập hợp 0, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy mình sẽ tăng dần lên nha, không có giới hạn nha. Ba chấm có nghĩa là sẽ còn tiếp nhé. Và tập hợp các số tự nhiên khác không được ký hiệu là n sao. Và n sao sẽ là không có số 0, bắt đầu bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tăng dần lên, đúng không? Sẽ không có giới hạn ở phía sau, đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ thấy là tập hợp n là tập hợp các số tự nhiên mình đã học rồi, đúng không? Còn tập hợp n sao là các số tự nhiên khác không. Nó chỉ khác nhau ở một chỗ là n thì có số 0, còn n sao thì sẽ không có dấu không, số 0, đúng không? Giờ trước hết là tiếp theo là câu thực hành 1 nha. Câu ấy là người ta hỏi là tập hợp n và n sao có gì khác nhau. Thì mình thấy là nó chỉ khác nhau một chỗ duy nhất là tập hợp n có số 0 và tập hợp n sao sẽ không có số 0, đúng không? Giờ cái phần này dễ, các em sẽ tự trả lời nha. Thầy sẽ làm câu B cho các em. Câu B mình sẽ viết tập hợp sao bằng cách liệt kê các phần tử. Tập hợp C thì sẽ bằng A. A thuộc n sao, có nghĩa là không có số 0, đúng không? Bắt đầu từ số 1 tăng lên. Và A sẽ nhỏ hơn sao. Giờ thầy sẽ trả lời cũng chỗ này nha. Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu này luôn. Như vậy là tập hợp n là tập hợp các số tự nhiên có số 0, đúng không? Còn tập hợp n sao thì sẽ không có số 0, đúng không? Đúng, nó chỉ một khi điểm khác biệt duy nhất chỗ đó thôi. Còn câu B thì mình sẽ viết tập hợp C, đúng, như C sẽ bằng, mình sẽ mở dấu mặt nhỏ. Giờ C sẽ bằng A. A là các phần là tập hợp các số tự nhiên khác không, và A nhỏ hơn sao, như vậy bắt đầu bằng đầu số 1, đúng không? 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, đúng không? Như vậy nhỏ hơn 6 thì mình sẽ không viết số 6 nha. Giờ như vậy mình xong phần thực hành 1, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo là phần 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số bởi các điểm cách nhau, cách đều nhau như hình dưới đây. Như vậy đây là một tia số biểu diễn các số tự nhiên. Thì số bên đây thì bắt đầu từ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sẽ tăng dần lên và bên đây sẽ không có giới hạn số lớn nhất nha. Có nghĩa là tăng mãi mãi luôn. Giờ mỗi số tự nhiên được biểu diễn bằng một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn cho số tự nhiên n mình gọi là điểm n nhé. Trong hai số tự nhiên a và b khác nhau, có một số sẽ nhỏ hơn số kia, đúng không? Nếu số a nhỏ hơn số b thì mình sẽ viết dấu nhỏ hơn, giống như ta viết là a nhỏ hơn b. Ta cũng có thể viết là số b sẽ lớn hơn a, mình sẽ viết là b lớn hơn a, đúng không?
Khi biểu diễn trên tia số nằm ngang, có chiều mũi tên từ trái qua phải. Nếu A nhỏ hơn B thì điểm A sẽ chắc chắn nằm bên trái của điểm B. Đây, nếu mình có hai điểm là A và B, thì số nằm nhỏ hơn sẽ nằm bên trái của số kia đó. Giờ tiếp theo ta viết A nhỏ hơn B. Đây là ở đây mình đọc sẽ mình hiểu sẽ là A nhỏ hơn hoặc bằng B, đúng không? Ta viết dấu này để chỉ là A nhỏ hơn B hoặc là A bằng B. Còn nếu mình viết dấu này có nghĩa là B sẽ lớn hơn bằng A hoặc là B bằng A, đúng không? B sẽ lớn hơn A hoặc là B bằng A. Mỗi số tự nhiên sẽ có một liền số liền sau cách nó một đơn vị, đúng không? Ví dụ số 1000 thì sẽ có số liền sau của nó chính là 1001. Có nghĩa là khi người ta kêu mình tìm số liền sau của một số thì mình lấy số đó cộng thêm một đơn vị, đúng không? Số 1000 cũng được gọi là số liền trước của số 1001. Như vậy nếu người ta tìm số kêu số liền trước của một số thì mình lấy số đó trừ một đơn vị, đúng không? Và hai số 1000 và 1001 gọi là hai số tự nhiên liên tiếp nhau nhé. Giờ tiếp theo, phần thực hành số 2. Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên cho phù hợp trong những trường sau nhé. Mình sẽ thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau. Như vậy là câu A là 17, A, B là ba số tự nhiên tăng dần, liên tiếp tăng dần. Giờ mình sẽ làm thực hành số 2, mình sẽ trả lời. Mình sẽ làm câu A trước. Người ta kêu mình, người ta nói là 17, A và B là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Như vậy A sẽ bằng 17 cộng 1, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ có A sẽ bằng 17 cộng 1 nha. Như vậy 17 cộng 1 thì bằng bao nhiêu? Bằng 18, đúng không? Giờ còn B, B thì sẽ bằng bằng A cộng 1, đúng không? Mình sẽ có B bằng A cộng 1. Mà A mình tính được là 18, có nghĩa là 18 cộng 1 sẽ bằng 19, đúng không? Vậy ba số đó chính là mười bảy, 18 và 19, đúng không? Giờ như mình sau khi tính được thì mình được là A bằng 18 và B sẽ bằng 19 nhé. Giờ tiếp theo câu B. M 101, N và B phở là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần. Như vậy giảm dần nha. Mình như vậy mình sẽ làm câu B. Như vậy giảm dần thì có nghĩa là M sẽ bằng 101 cộng thêm 1. Giảm dần có nghĩa là M sẽ lớn hơn 101. Có nghĩa mình lấy 101 cộng 1. Như mình sẽ tính M chứ. Như vậy 101 cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu? 102, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tính N. N quy giảm dần nên N sẽ bằng 101 trừ 1. Ok, 101 trừ 1 thì bằng bao nhiêu? Bằng 100. Và tiếp theo P phở sẽ bằng N trừ 1, đúng không? Vì người ta nói giảm dần. N trừ 1 nhé. N sẽ người mình tính được là 100. Vì mình lấy 100 trừ 1. 100 trừ 1 thì bằng bao nhiêu? Bằng 99, đúng không? Giờ vậy bốn số đó là như vậy M là 102, giờ tới 101, giờ tới 100 và cuối cùng là 99, đúng không? Giờ như vậy mình xong phần thực hành 2 nhé. Mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình so sánh A và 2020 trong trường hợp C. Trường hợp A là A sẽ lớn hơn 2021. Giờ mình sẽ trả lời câu này, hỏi này luôn nha. Giờ như vậy là A lớn hơn 2001 thì chắc chắn A sẽ lớn hơn 2020, đúng không?
vì A lớn hơn 2021 nên đó là tính chất bắt cầu. Vì A lớn hơn 2021 mà 2021 phải lớn hơn 2000 nên mình sẽ kết luận là A sẽ lớn hơn 2000, đúng không? Vì A nhỏ hơn 2000 mà 2000 nhỏ hơn 2021 nên mình sẽ có tính chất bắt cầu sẽ là A sẽ nhỏ hơn 2020, đúng không? Giờ như vậy mình xong phần mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là thực hành 3. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36, liệt kê các phần tử của tập hợp A theo thứ tự giảm dần. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời thực hành 3 luôn nha. Giờ như vậy là người ta nói A là tập hợp các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Như vậy mình sẽ viết tập hợp A nha. Sẽ bài. Như vậy là tập hợp các số tự nhiên có tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Và mình nhớ là liệt kê theo thứ tự giảm dần. Như vậy nhỏ hơn 36 mà có tận cùng là 0 hoặc 3, 5 thì chính là 35, đúng không? 30 nè. 25. 20. 15. 10, 5 và 0, đúng không? Như vậy mình xong, đúng không? Như vậy mình xong phần thực hành 3, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo là số 3 nhỏ ghi số tự nhiên hệ thập phân. Ở tiểu học ta đã biết so sánh hai số trong phạm vi lớp chịu, nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo từng vị trí của từng chữ số cho mỗi số. Ta có thể áp dụng tương tự cho một số tự nhiên bất kỳ, đúng không? Ví dụ như là 2.107.463.857 sẽ lớn hơn 1.942.879.546. Như vậy mình thấy là hay. So sánh hai số có cùng chữ số là 10 chữ số thì mình sẽ so sánh từ trái qua phải như đại số 2, đại số 1. 2 lớn hơn 1 thì số này chắc chắn lớn hơn số này, đúng không? Thì quyết các số tự nhiên có từ 4 số chữ lên, ta nên viết tách riêng từng nhóm 3 chữ số kể từ phải sang trái để dễ đọc. Ví dụ 300.000 mà sẽ nhóm theo từng nhóm. Giờ tiếp theo là thực hành 4. Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số và chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của chữ số đó nha. Đúng không? Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm thực hành 4. Giờ trả lời. Giờ trước hết mình sẽ có là số 2023. Như vậy mình thấy là có chữ mình sẽ đi từ hàng đơn vị lên. Số 3 là hàng đơn vị, đúng không? Như vậy mình thấy là 3 sẽ là hàng đơn vị. Mình sẽ đi từ hàng đơn vị lên, đúng không? Tiếp theo là số 2. Số 2 này là hàng chục, đúng không? Và số 0 này sẽ là hàng trăm. Giờ cái số 2 này sẽ là hàng nghìn, đúng không? Giờ tiếp theo là số này. Giờ mình sẽ viết là số này. Số 5 nè. 427.198.653. Như vậy mình sẽ đi từ hàng đơn vị đây, số 3 hàng đơn vị nhỏ. Giờ như vậy số 3 là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và cuối cùng là hàng tỷ, đúng không?
Giờ cái phần này dễ, các em sẽ làm tiếp nhé. Giờ như vậy là mình xong thực hành 4, mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo, ta cũng đã biết cấu tạo hợp phân của một số ký hiệu AB mà có gạch ngang ở trên. Chỉ số tự nhiên có hai chỉ số nhé. Chỉ số hàng chục là A khác không, và chỉ số hàng đơn vị là B. Ta có là AB gạch ở trên sẽ bằng A nhân 10 cộng B. Vì A là hàng chục nên sẽ có giá trị là mình lấy số đó, chỉ số của nó nhân cho 10 cũng tương tự ký hiệu ABC gạch ở trên. Chỉ số tự nhiên có ba chữ số. Chỉ số hàng trăm là A khác không, chỉ số hàng chục là B và chỉ số hàng trị đơn vị là C, nên mình sẽ có là ABC sẽ bằng A cộng 1 nhân 100 cộng B nhân 10 cộng C. Với các số cụ thể thì mình sẽ không viết kết cấu nghe ở trên nhé. Chẳng hạn 13 thì mình sẽ viết là 13 bằng 10 cộng 3 đúng không? Còn 545 thì mình sẽ viết là 5 cộng nhân 100 cộng 4 nhân 10 cộng 5 đúng không? Mình sẽ viết như vậy. Còn chữ thì mình sẽ có gạch ở trên để biết đó là một chữ số, đó là một số chứ không phải là các số đúng không? Giờ tiếp theo là phần thực hành 5 nhé. Giờ tiếp theo là phần thực hành 5. Câu A là dựa vào các biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345 và 2021 nhé. Giờ hãy trả lời câu này nhé. Như vậy là trước hết là 345 thì sẽ bằng 3 nhân cho 100 nhé. Cộng cho 4 nhân cho 10 và cộng cho 5 đơn vị đúng không? Giờ tiếp theo là 2021, như vậy sẽ bằng 2 nhân cho 1 người đúng không? Cộng cho số 0 là mình không cần ghi luôn. Tiếp theo là số 2, 2 nhân cho 10 và cộng cho 1 đơn vị đúng không? Đó là phần câu A nhé. Tiếp theo là câu B. Giờ câu B đọc các số, số này có mấy chữ số, số triệu, số trăm là bao nhiêu? Như vậy mình sẽ có là số này có 3, 6, 8, có 8 chữ số đúng không? Phần đọc này dễ, các em sẽ tự đọc nhé. Ở đây mình sẽ đọc sẽ là 96.208.984 và số này sẽ có 8 chữ số. Rồi, số này có 8 chữ số. Phần đọc các em tự đọc được nhé. Đúng này. Số triệu thì chính là giờ như vậy số triệu ở đây chính là số 6 đúng không? Số triệu là 6. Còn số trăm sẽ là số 9. Đúng rồi. Giờ như vậy mà xong phần thực hành 5 mình sẽ tiếp phần bài diễn nha. Giờ tiếp theo mình sẽ học về hệ La Mã. Ngoài cách ghi số trong hệ hợp phân gồm có các chữ số từ 0 đến 9 và các hàng, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Như trên còn có cách ghi La Mã như sau. Như vậy là chữ này thì mình sẽ đọc số 1 các bạn. Chữ này chỉ mình đọc là số 5 và chữ này chính là mình đọc số 1. Mình sẽ ghép các chữ số với nhau. Ta có thể được các số mới. Dưới đây là bảng chuyển đổi số La Mã sang số trong hệ lập phân tương ứng từ 1 tới 10. Đúng không? Phần này các em đã học qua giờ nên mình sẽ đi nhanh nhé. Từ các số này nếu khiêm vào bên trái mỗi số một chữ số là x thì ta được một chữ số La Mã từ 11 tới 20 đúng không? Như vậy x y thì chính là 11,
viết 2 là 12, 2 viết 9 là 20. Còn nếu thêm chữ bên trái chữ số ít, ta được các chữ số La Mã từ 21 tới 30, đúng không? 2 x y là 21, 25, 29. Ta có thể gặp chữ số La Mã trên đồng hồ, đánh số chương 1 của sách hoặc là đánh số thế kỷ. Giờ tiếp theo là phần thực hành 6, hoàn thành bảng dưới đây vào vở nhé. Giờ thầy sẽ làm bảng thực hành 6 cho các em luôn nhé. Như vậy là số La Mã là x y, như x chính là 10, 2 y chính là 12, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 12 nhé. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là 20, 20 chính là 2 chữ x, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là 2x, 2y, 2x là 20, 2y là 2, như vậy kết quả là 22, đúng không? Giờ tiếp theo là 17, 17 như vậy x là 10, v là 5, 2y nữa sẽ là 10, 17, đúng không? Và tiếp theo là 30. Giờ như vậy là 30 thì chính là 3 chữ y, đúng không? Hai mươi bốn là sẽ là số 24. Giờ như vậy là mình xong phần thực hành 6 nhé. Giờ tiếp theo là phần bài tập câu số 1. Chọn cái hiệu thuộc hoặc là không thuộc thay cho mọi dấu chấm hỏi đây. Câu A là 15 chấm hỏi N. Như vậy là mình thấy là 15 có phải là tập hợp nằm trong tập hợp khối tập hợp các số tự nhiên hay không? Đúng không? 15 chính là số tự nhiên. Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu A. Giờ như vậy mình thấy là 15 sẽ thuộc tập hợp các số tự nhiên, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. 10,5 có phải là tập hợp các số tự nhiên N sao hay không? Như vậy mình thấy là 10,5 đây là một số hợp phân, không phải là số tự nhiên. Như vậy chỗ này chính là không thuộc nhé. 10,5 sẽ không thuộc N sao nhé. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu C. Câu C là 7/9. 7/9 có phải là số tự nhiên hay không? Chắc chắn là không phải, đúng không? 7/9 là một phân số. Một phân số thì không thể là số tự nhiên được, đúng không? Như vậy mình sẽ chọn là không phải, không thuộc số tự nhiên nhé. Đúng không? Và cuối cùng sẽ là câu D. Câu D thì mình thấy 100 chính là số tự nhiên, đúng không? Thì ở đây mình sẽ để là thuộc số, thuộc số tự nhiên, đúng không? Thuộc N nào. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 của em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2. Khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai nhé. Giờ mình trả lời câu số 2. Trước hết là câu A. 1999 lớn hơn 2003 thì chắc chắn là sai. Đây là số 2, số đều là 4 chữ số. Để so sánh thì mình so sánh từ trái phải. Số 1 sẽ nhỏ hơn số 2, như vậy 1999 sẽ nhỏ hơn 2003, như vậy đây là câu sai. Đúng không?
Giờ tiếp theo là câu B. Câu B là 100.000 là số tự nhiên lớn nhất. 100.000 là số tự nhiên lớn nhất. Giờ theo các em câu này đúng hay câu này sai? Chắc chắn là câu sai đúng không? Quê có số lớn hơn nó nữa. 1 tỷ đúng không? 2 tỷ, 3 tỷ. Mình nhớ là không có số tự nhiên nào lớn nhất nha. Chỉ có số tự nhiên nhỏ nhất thôi. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu C. 5 nhỏ hơn. 5 nhỏ hơn bằng 5. Đúng không? Giờ như vậy 5 nhỏ hơn bằng 5. Giờ như vậy 5 thì sẽ 5 bằng 5. Như vậy đây là câu đúng nha. Đúng không? Ở đây mình thấy là 5 nhỏ hơn hoặc bằng 5. Mình thấy là trường hợp bằng 5 sẽ gian như vậy là câu đúng. Giờ tiếp theo câu D. Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất. Giờ theo các em câu này đúng hay sai? Chắc chắn đúng là sai đúng không? Vì số 0 chính mới chính là số tự nhiên nhỏ nhất nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Mình sẽ biểu diễn các số theo mẫu nhé. Đúng không? Giờ trước hết là 1983 người ta làm mẫu cho mình đúng không? Chính là 1 nhân cho 1.000 cộng cho 9 nhân 100 cộng cho 8 nhân 10 và cộng cho 3. Hai số còn lại mình sẽ tự làm đúng không? Tiếp theo là 2756 thì sẽ bằng 2 nhân cho 1.000. Giờ như mình thấy là số 2 đứng 1.000 có nghĩa là 2 nhân 1.000. Tiếp theo là số 7 đứng hàng trăm có nghĩa là 7 nhân cho 100 đúng không? Giờ tiếp theo là số 5 đứng hàng chục có nghĩa là 5 nhân cho 10. Và số 6 đứng hàng đơn vị có nghĩa là 6 đơn vị đúng không? Tiếp theo là 2023. Như vậy số 2 này đứng hàng nghìn có nghĩa là 2 nhân cho 1 nghìn. Số 0 thì mình không cần tính. Số 2 đứng hàng chục có nghĩa là 2 nhân cho 10. Đúng không? Và cộng cho 3 đơn vị. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo câu số 4 mình sẽ hoàn thành bảng dưới đây vào theo mẫu nhé. Như vậy là bảng này sẽ gồm có hai dòng. Dòng thứ nhất là số tự nhiên. Và dòng thứ hai là số la mã ứng với số tự nhiên. Như vậy đây là 27. Có nghĩa là 2x, nè, V là 5. 2y nữa chính là 7, có nghĩa là 27. Tiếp theo đây là x là 10, v là 5, y đứng trước có nghĩa là bớt, trừ đi 1, có nghĩa là 14 đúng không? Giờ tiếp theo là 19, y mà sẽ 19 có nghĩa là x y x đúng không? Giờ tiếp theo là 2x là 20. X này là 30, y đứng trước có nghĩa là bớt đi 1. 20 chia 1 là 29, đúng không? 30 chia 1 là 29 nha. Giờ 16, 10 thì chính là x nè. V là 5, y là 1, như vậy là 16 đúng không? Giờ tiếp theo, em có biết mỗi chữ số la mã có giá trị không phụ thuộc vào vị trí của nó trong số la mã? Và hệ la mã không có chữ số 0 đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay giảng gì thì bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút có đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt nhé.